Nhận định West Brom với Man City 3 giờ 15 phút ngày 27 tháng 1, Ngoại hạng Anh, vòng 20. Manchester City đang có một chuỗi kết quả ấn tượng và sẽ không muốn nó bị ngắt lại bởi đội xếp áp chót bảng xếp hạng Premier League là West Brom. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. West Brom đã có sự khởi sắc dưới thời tân huấn luyện viên Sam Allardyce với bằng chứng rõ nét nhất là trận hòa Liverpool 1-1 trước khi đánh bại Wolves 3-2 tại Premier League. Nhưng xen giữa đó, quả bi thua đậm lần lượt 5-0 và 4-0 trước Leeds United và Arsenal đều trên sân nhà. Kế đến, West Brom bị loại khỏi cúp FA bởi trận thua sau loạt luân lưu 11MTZERCDOI hạng dưới Blackpool hòa 2-2 sau 2 hiệp phụ. Mới nhất, họ thất thủ 2-1 trước West Ham tại Premier League để dậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Tất cả nói lên rằng thực lực của West Brom là rất khiêm tốn. Có một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Allardyce, tinh thần được cải thiện xong cũng là không đủ để khỏa lấp đi yếu điểm trên. Sau 19 trận đã đấu, West Brom chỉ kiếm được 11 điểm, kém khu vực an toàn 6 điểm. Đội bóng trung du phía Tây nước Anh có hàng thủ tệ nhất Premier League mùa này với 43 bàn thua, trong khi số bàn thắng có được 15 chỉ hơn hai đội là Burnley và Sheffield United. Cửa xuống hạng của West Brom đang mở ra khá rộng, sân nhà cũng chẳng thể là điểm tựa với đoàn quân của Allardyce. Thậm chí ngược lại, 9 trận tại The Hawthorns từ đầu mùa ở Premier League, West Brom chỉ thắng đúng 1 trận trước đội vét bảng Sheffield United, còn lại là 6 thất bại và 2 trận hòa. Trong chuỗi trận nói trên, West Brom chỉ ghi được 5 bàn trong khi lọt lưới 24 bàn. Tất cả khiến họ ở một vị thế đầy khập khiễng khi so với Man City đang vươn lên mạnh mẽ. Giữa tuần qua, chút nữa Cheltenham đã giúp West Brom đánh sập tinh thần Man City. Cho tới phút 80, đội hạng 4 Anh League 2 vẫn đang dẫn đại gia thành Manchester 1-0 tại vòng 4 cúp FA. Nhưng từ phút 81 tới 90+4, Man City ghi liền tù tì 3 bàn do công Phil Foden, Gabriel Jesus và Ferran Torres để ngược dòng thắng 3-1 trước Cheltenham. Đó là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola trên mọi đấu trường. Trong chuỗi trận trên, Man City ghi được 25 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Một chiến thắng nữa sẽ giúp The Citizen vươn lên ngôi đầu bảng trước khi Man United đối mặt Sheffield United trên sân nhà đúng một ngày sau. Giữa tuần trước, Man City cũng từng làm được điều này khi hạ Aston Villa 2-0. Nhưng ngay đó, MU hạ Fulham 2-1 và đòi lại vị trí dẫn đầu. Trên bảng xếp hạng lúc này, Man xanh vẫn kém hàng xóm 2 điểm song chơi ít hơn một trận. Phía trước Man City cũng là loạt trận không thể dễ hơn khi gặp hai đội cuối bảng là West Brom và Sheffield United, rồi đội đứng thứ 15 là Burnley. Nó sẽ giúp đoàn quân của Guardiola có sự khởi động thật tốt trước khi làm khách của Liverpool. Riêng với West Brom, Man City đầy tự tin không chỉ bởi phong độ thăng hoa mà còn là chuỗi 6 trận toàn thắng tại The Hawthorns. Không lý gì ứng viên vô địch lại không thể vượt qua một ứng viên xuống hạng. Dự đoán tỷ số, Man City thắng 3-1.